của tụi mình. Ngày hôm nay thì chị Na lấy mèo sẽ thực hiện thử thách 24 giờ bắn súng sơn. Mày chúc phượng mà nó lại mặt mặt có bỏ đạn đâu, chưa bỏ đạn mà. Không, tao sợ quá. Rồi ok, 24 giờ bắn súng sơn, bùng treo. Ok mọi người, đây là chiếc mặt nạ để bảo vệ chúng ta nha. Nhưng mà cái mặt nạ này chỉ sử dụng khi mà giao đấu. Tí nữa Mina với Miu khi mà hai người bắn lộn với nhau thì sẽ đeo mặt nạ để bảo vệ mặt của mình ha. Rồi, giờ mình để mặt nạ đây đây. Đây là súng. Đây là súng. Nạp đạn thế nào thì mình chưa biết. Đây là cái chốt an toàn mọi người thấy không? Đấy, đây là chốt an toàn. Đấy, khi mình bắn ở bên này thì chúng ta sẽ không bắn được. Thấy chưa? Bị kẹt thấy chưa? Nhờ mình xem để kéo cái chỗ này nè mọi người, đợi sẽ tránh xa nè, hãy nè. Đấy, ghê chưa, mày thấy sợ chưa? Đấy là cái chỗ an toàn. Tao sợ dừng to. Thì đấy là chỗ an toàn thấy chưa? Thì bây giờ mình sợ, mày sợ thì mày làm giống ta đi, mày đẩy qua. Rồi, đẩy qua, thấy chưa? Đẩy rồi. Ừ đấy, an toàn là bây giờ không bắn được nè, nghe chưa? Tại sao mày luôn mày có đạn à? Không, hơi thôi. Đấy, bây giờ nạp đạn này. Đạn đâu? Hãy đưa chị đạn nè. Rồi. Chỉ xuống đất rồi ta. Đây các bạn, nhìn đây là quá. Những viên đạn nha. Ở trong là những có sơn nha mọi người. Dính là sẽ sơn khắp người. Thì đấy, mình sẽ tháo những viên đạn mình bỏ ở đây. Ê, cái quần này nó cứ tụt nhá. Mày cái quần này nó này làm sao mở. Giờ chúng ta sẽ chỉ mọi người cách bỏ đạn nha. Ở đây có một cái nấc này, mình sẽ tháo cái thùng ra rồi mình mở cùng mình lên. Đấy mọi người thấy chưa, có rất là nhiều chỗ trống trong này. Mình sẽ có những cái viên đạn bi như thế này. Ở trong này là sơn nha mọi người. Đó, khi mà sơn mọi người thấy không, khi bắn lên bia sẽ ra những cái sơn giống như bình tinh bia kìa. Quay cái bia kìa. Đó, thì sơn kìa thấy không. Đó mọi người thấy chưa, mình sẽ bỏ những viên đạn vô vô đây, xong rồi mình sẽ đóng lại. Mình bắn bụp 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 thôi. Ok, bây giờ không nói gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắn bụp 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 nha mọi người. Nhanh lên mày, nắng quá. Thì đây thì làm đây rồi. Ok, sao cái này nó ấy thế? Mình tại thề luôn, từ lúc mà vào trong này tao ghét mở mấy cái túi cực. Ở ngoài đó không mở túi à? Mà Hà Nội có túi hả? Ví dụ nha, mày biết này, tao nghĩ đến cái gì không? Cái gì? Mỗi lần ăn cơm tao cũng phải mở mấy cái túi như này. Đúng rồi. Ở ngoài Hà Nội tao cũng dùng túi này mà. Đâu, ăn cơm. Ăn cơm ở ngoài kia ấy là người ta hộp hiểu không? Cởi cái này mà nắm. Rồi này. Thì rồi đấy, rồi chia nè, mở súng của Miu lên. Nè mình bắn bao nhiêu viên nhờ, mình bắn 5 viên nhá. Mình theo dõi bắn mỗi 5 viên thôi nhá. Đừng có nhiều, có con bỏ vô rồi bỏ ra. 1 2 3 4 5 rồi. Đấy, mọi người thấy tiếng đạn lóng lánh chưa? Rồi, năm lóng lánh, tiếng lóng lánh là cái tiếng gì? Em không biết nói gì nữa, kệ em đi. Rồi, 5 viên nhá, tiếng đạn lóng lánh. Đấy, mọi người thấy chưa? Đã vô rồi, khóa lại. Ok, khóa lại như nào? Đấy, ập xuống rồi lấy sợi dây kéo lên. Đấy, mạnh mẽ lên. Đấy. Chạy vô móc gì nó không làm được luôn. Từ từ. Nhẹ thôi, gãy móng chứ. Làm từ từ thôi. Tao mệt quá. Hãy giờ em cất đạn đi. Rồi đấy, chị làm cho Miu. Từ từ. Đấy, nhẹ nhàng thế này thấy chưa? Thấy chưa? Tao làm được ta. Rồi nè. Giờ Miu nào ở khu bên này, Miu bên kia nhá. Là bây giờ mình phải đứng ở đây à? Đấy. Mình bắn thôi. Thế thôi. Ở sao nữa? Thì đứng đây bắn thôi. Mày giờ muốn như nào chứ? Thì các bạn cứ bắn thôi. Chứ bây giờ dạ nhìn có nồng không? Trường AK-54 không, họ có ống ngắm đâu mà. Không phải phải có cái tức là sao mày bắn thử xem nào. Bắn thử nhá. Mọi người coi nha. Ê, nhờ cái này tính điểm là sao, là phải qua lỗ mới tính điểm hay là trúng bia là tính điểm? Qua lỗ á. Qua lỗ đúng không? Đúng rồi. Giờ bắn nha mọi người. Mina mở chốt an toàn rồi nha. Mở chốt an toàn bắn nha. Miu này, mình ta lại nè. Này lúc nãy nha, nó còn nó rõ ràng nó là cái người mà má dạy cho mình quên. Là cái đấy là chốt an toàn. Mà quên. Nó quên, nó bảo ơ cái chốt an toàn ở đâu ấy nhở. Quên thôi rồi nào. Không chơi bắn nè. Bắn nào. Rồi. Đấy, đi qua lỗ đúng không? Giữ cái tay kia lại. Cái tay. Rồi. Ừ. Rồi.
rồi, không qua lỗ rồi, thấy chưa? Nó qua túi bên kia rồi. Máy quay được không? Được, được, slow được. Rồi thầy, đây này, mày nhìn này. Lúc nay người ta dạy mày thế à? Ừ. Lúc người ta dạy tao là mày còn đang thay đồ đấy. Nhà tao không tin. Thì bây giờ mày tin tao đi, đấy rồi mày ngắm thôi nè. Mày lúc nào cũng phải kẹp cái này vô người nè. Ừ đấy, ừ đấy, rồi mày ngắm thôi, mày đấy, mày bắn thôi. Mày mở chưa an toàn chưa? Mày chưa mở kìa con Thông. Đây. Rồi đấy. Chửi cho như con. Rồi. Mày thấy chưa? Mày bắn cho lưới rồi, thấy chưa? Mày thấy chưa? Tao chỉ thấy tao bắn ra ngoài thôi chứ. Mày bắn vào lưới rồi, cái lưới lung dinh luôn. Thế á? Ừ. Này thôi nè. Nào, bắn vào lỗ nè. Bắn. Bắn cũng phải có cách ngắm. Thì mày đấy nè, mày nhắm một mắt vô, mày ngắm nè cái đầu súng nè. Đấy. Tao nghĩ là đại chuột. Đấy, mày thấy chưa? Ừ, thấp xuống tí. Đấy. Đấy, lại trúng trên đấy. Tức nhở? Tức nhở? Đó, mày bắn đi cho nào. Đây, ok, mày bắn nha. Có qua lỗ được đâu này. Yeah. Lúc nãy người ta dạy kỹ học hành mày, sao mày không ra học? Con này. Ôi, sao quá rồi kìa. Đâu? Mày qua rồi, sao mày thấy được? Không phải, tao thấy cái màu xanh. Mày điên đầu đạn của mày màu vàng. Một viên nhũ miêu này thấy chưa? Không phải cái viên đấy ấy, là nó màu vàng ở ngoài thôi. Còn chắc bên không? Bên trong là con này thôi. Đây, mày đứng sát một bên là bắn mày còn. Đây, mày từ từ tao. Rồi, này. Thấy chưa? Màu vàng này con heo màu vàng. Nhưng mà lúc nào không phải lúc nào nó cũng màu vàng. Thử đi, không, ví dụ như màu hồng thì nó sẽ màu hồng này. Ừ đấy rồi, thấy rồi chưa? Ok, quyết định màu xanh nhé mọi người. Tao đã bảo rồi. Đặt cái này rồi ạ. Đấy, cuối cùng là hả? Chưa nào qua lỗ, chưa nào thắng hết. Chưa nào đi ghi được một điểm chưa? Mày còn thì lắc đi. Đấy, vẫn màu vàng thấy chưa? Nó không phải lúc nào nó cũng màu vàng. Ừ, nhưng mà ý là mày thấy nó chưa chỗ lỗ đúng không? Đúng rồi đấy. Rồi, rắn được rồi. Không thấy, à hết, xong hết đạn rồi. Ê tùm không? Đây là còn một viên này. Đấy bắn. Đấy là còn một viên bắn được rồi. Đấy. Đấy, ôi trời ơi. Thôi bây giờ mình, ê mày mình thích cao mày đẹp miêu nè. Cao hơn á. Ừ thì ý là mình muốn nhắm vô đâu mình phải nhắm thẳng vô, hiểu không? Nó ngay tầm mắt của mình, ví dụ cái lỗ ngay tầm mắt của mình phải nhắm ngay tầm mắt nè, đó là vô hơn. Nhắm ngay cái lỗ này nó còn lên trên. Ồ. Thôi bây giờ mày muốn ăn bắn nữa không? Hay là mày muốn vô bắn nhau? Mày muốn bắn không? Rồi con này, bắn ở đâu đấy? Bắn lên trên rồi. Mê, giờ hết sợ bắt đầu mê. Có đứa mê. Đem 1-0 đấy nhá. Mày mê chậm lắm mày. Rồi, 1 đều ok. Thấy chưa? Rồi, thấy rồi, giờ tới tao. Rồi, bắn đều. Ôi giời. 2-1.
11. Anh đi nè. Đợi đây. Sao rồi? Ôi, hai đều. Bắn luôn. Đâu đi đâu rồi? Rồi nè, hai đều đúng không? Ờ. Giờ vô đúng không? Ừ. Rồi, 3, 2 nè, còn đạn không nè? Trả đạn đây. Ôi, ra ngoài rồi, còn đạn không? Hết rồi. Mệt. Thế bây giờ bánh nữa bánh nhau nhá. Ừ, bánh nhau nhá. Ở đây nè. Đi. Đi, đem mặt nạ vào, đi. Còn đi giáp không? Có chứ. Thế bây giờ mình ra lưỡi giáp nha mọi người.